Hello, xin chào anh em, tôi Lương Chuyên ở đây. Chúc mừng tất cả anh em quay lại với bài học tiếp theo của khoa học dự toán tại website học dự toán.net với Lương Chuyên. Thì trước khi vào bài học hôm nay thì tôi cũng xin giải đáp có một số câu hỏi mà anh em hỏi tôi, đó là những câu hỏi là anh ơi bây giờ em đang làm thi công không có thời gian để học cái khóa học này của anh, hoặc là em thấy cho website lươngtrainer.com của anh rất là nhiều khóa học nhưng mà em không có thời gian, hoặc là như anh em khác cũng bảo những câu hỏi tương tự như vậy, em đi làm rồi tối về còn vợ con, hoặc là tối về còn tranh thủ làm việc này việc kia thì không có thời gian để học. Thì tôi xin thưa rằng các bạn phải áp dụng công thức ngủ ít mà vẫn khỏe. Tôi nhắc lại nhá, là ngủ ít mà vẫn khỏe. Thông thường ấy là ở ngoài xã hội hiện nay người ta đang đi làm việc 8 tiếng và người ta ngủ 8 tiếng một ngày, thường tiêu chuẩn là 7 đến 8 tiếng một ngày là đủ sức khỏe cho anh em, đúng không ạ? Nhưng nếu mà bây giờ bạn chưa thành công, nếu mà bây giờ bạn chưa đạt được cái mục tiêu trong cuộc sống cũng như trong công việc của bạn thì bắt buộc là bạn phải ngủ ít. Nhưng hãy chú ý cho tôi, ngủ ít mà vẫn khỏe thì bạn phải áp dụng những cái phương thức làm sao để tăng cái giờ làm việc của chúng ta lên, để từ đó chúng ta đi nhanh hơn và đi xa hơn so với các cái đồng nghiệp hoặc là so với các cái đối thủ cạnh tranh trong lĩnh vực của chúng ta. Tôi giả sử và làm một cái phép so sánh như này, bạn sẽ hiểu được ngay cái công thức mà ngủ ít nhưng mà vẫn khỏe nó hiệu quả như nào. Tôi giả sử như này, đa số những người lao động ở ngoài kia hoặc đa số những người mà làm việc ở ngoài kia họ làm 8 tiếng một ngày, đó là làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Nhưng mà thực sự ấy, cái thời gian mà hiệu quả ấy, nó mang lại thì nó chỉ là 20% nhân 8 tiếng thì nó rơi vào 1,6. Tôi cứ cho tròn là thành 2 tiếng thôi. Họ chỉ có 2 tiếng làm việc thực sự hiệu quả. Tôi nhắc lại nhá, thực sự hiệu quả. Bây giờ tôi giả sử là để trở thành tốt, để trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó, để trở thành lên vị trí một cái top 10 ở trong một cái ngách, một cái lĩnh vực nào đó thì bạn cần 10.000 giờ làm việc liên tục cái việc đó. Thì tôi lấy nhá, tôi lấy 10.000 giờ. Tôi chia cho 2 tiếng, tại vì người ta chỉ làm việc có 2 tiếng hiệu quả rồi bạn. Đây là những cái thời gian làm việc hiệu quả chứ không phải là cái thời gian mà để đi làm việc nhá, hiệu quả thôi. Thì bằng bao nhiêu? Bằng 5.000 gì ạ? 5.000 ngày, tại vì mỗi ngày là chỉ có 2 tiếng thôi mà. 5.000 ngày mà chia cho số 5. Một ngày có 1 năm thì có 300 bao nhiêu ạ? 365 ngày. Chia ra thì ông ấy mất phải 13,75 để trở thành chuyên gia hoặc là đứng trong top 10 trong cái lĩnh vực nào đó. Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ này, thay vì bạn ngủ 8 tiếng một ngày, bạn chỉ ngủ 3 đến 4 tiếng một ngày thôi. Thì tôi giả sử cái thời gian làm việc hiệu quả nha, tôi nhắc lại thời gian làm việc hiệu quả chứ không phải là thời gian làm việc. Thời gian làm việc hiệu quả bạn tăng từ 2 tiếng lên đến 8 tiếng thôi. Tôi lấy là 8 tiếng, chỉ cần 8 tiếng một ngày thôi thì nó sẽ có điều gì xảy ra. Tôi lấy vẫn công thức là 10.000 giờ bay để trở thành một chuyên gia, 10.000 giờ làm một cái việc gì đó trở thành một chuyên gia. Đấy, 10.000 giờ. Đến bây giờ bạn chia cho 8. Chia cho 8 đúng không? Bằng 1.250 ngày mà chia cho 365 thì ra 3,425. Mà lúc đầu ấy cái đa số những người ngoài kia họ đang làm việc ấy thì họ làm gì? Chỉ có 2 tiếng một ngày, họ mất 13,75 đấy. Nhưng thay vì bạn tăng từ 2 tiếng hiệu quả lên 8 tiếng hiệu quả, tôi nhắc là từ hiệu quả chứ không phải là cái thời gian làm việc nhá. 8 tiếng làm việc hiệu quả thì bạn sẽ tiết kiệm đi được 15 so với những người ngoài kia, đúng không? Thì bạn chỉ cần mất 3,4 năm để trở thành chuyên gia, trở thành một top 10, đứng trở thành một top 10 trong bất kỳ một cái lĩnh vực đó. Tôi áp dụng cái điều này trong cuộc sống của tôi, trong công việc kinh doanh của tôi và trong tất cả những cái lĩnh vực mà tôi muốn đạt tốt. Đấy, ví dụ như trong cái lĩnh vực đào tạo xây dựng này hiện nay có gần 30.000 người follow tôi trong khoảng thời gian rất ngắn thôi, trong vòng từ 3 tháng đã rất là nhiều người follow tôi rồi, đã rất là nhiều người follow tôi và tôi dễ dàng đứng ở trong top 10 người trong lĩnh vực để đào tạo ngành xây dựng này. Và các cái lĩnh vực công việc kinh doanh khác của tôi thì nó cũng tương tự như vậy, nhờ tôi biết cái công thức đó là ngủ ít vẫn khỏe này. Thay vì bạn chỉ làm việc mang tính chất là tượng trưng theo thời gian thì bạn hãy tập trung vào cái gì? Chất lượng. Hãy tăng cái số thời gian làm việc hiệu quả lên. Đấy, thông thường là 2 tiếng thì bạn hãy tăng lên 6 tiếng hoặc là 8 tiếng thì bạn rút đi rất là nhiều năm. Đấy, vừa rồi tôi lấy một cái ví dụ là bạn đã hiểu được, bạn thấy là 10 năm nó không phải là một cái con số nhỏ, đúng không ạ? Nó rất là lớn. Đấy, chỉ cần hiểu cái công thức này thôi thì bạn đã đi nhanh hoặc là đi xa hơn nhiều người ở ngoài kia rất là nhiều. Vì vậy bạn đừng kêu ca với tôi là em không có thời gian, em phải bận cái này bận cái kia. Hãy tăng cái thời gian làm việc hiệu quả lên, ngủ ít đi thì bạn sẽ đi nhanh hơn đến đích rất là nhiều lần. Và hãy nhớ với tôi một cái công thức này, nếu bạn muốn trở lên thành công, nếu bạn muốn trở thành chuyên gia trong cái lĩnh vực xây dựng thì bắt buộc bạn phải gì ạ? Ngủ ít đi và làm nhiều hơn. Hãy tận dụng cái thời gian mà ngủ ít đó để chúng ta làm những cái việc mang lại hiệu quả cao. Tôi nhắc lại đó là hiệu quả cao. Vì vậy bạn cần phải biết các công thức. Thứ nhất là ngủ ít, thứ hai nhưng mà vẫn khỏe, thứ ba là làm việc có hiệu quả. Thì các cái công thức đấy thì tôi tập trung nó ở trong cái khóa học là khóa học bản thân hay là chết, thì bạn có thể tham khảo cái khóa học này, cái khóa học về phát triển bản thân hay là chết. Bởi vì đa số rất là nhiều người ngoài kia họ lao ngay vào các cái công thức để tìm kiếm thành công ở bên ngoài mà họ không tập trung vào các cái công thức để phát triển nền tảng, phát triển bản thân. Đấy, nên các bạn rất là dễ bị lản trí trong cái con đường mà đi tìm kiếm cái thành công hoặc là đi theo đuổi một cái mục tiêu nào đó. Bạn rất là bị lản trí nếu bạn không có các cái công thức để giúp bạn phát triển bản thân. Đấy, vì đây là một cái khóa học cực kỳ là quan trọng, bạn có thể tham khảo cái khóa học này. Ok, thì đấy là cái chuyện ngoài lề thôi để chia sẻ với những anh em mà hay kêu ca về việc mà không có thời gian hay là em bận làm cái này cái kia. Không có một cái lý do gì cả, hãy nhớ tập trung vào mục tiêu, liên tục học tập và đầu tư cho việc phát triển bản thân, thì tôi tin rằng bạn sẽ đến đích một cách nhanh chóng thôi. Ok, quay lại bài học ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái nội dung về cái văn bản pháp lý. Như tôi vẫn nói ở các cái bài học trước, đa số những anh em mà mới làm dự toán ấy thì anh em lao ngay vào cái việc bóc tách, rồi lao ngay vào việc sử dụng phần mềm mà quên đi cái việc đọc văn bản pháp lý. Và nếu mà có đọc thì đọc rất là sơ sài hoặc là rất là ngại, rất là lười đọc. Thì trong cái bài học ngày hôm nay, xem xong cái video này bạn sẽ giải quyết được 4 cái câu hỏi. Thứ nhất là tôi sẽ giúp các bạn là trình tự các văn bản pháp lý, để từ đó chúng ta xem là khi mà chúng ta làm dự toán ấy thì chúng ta phải tra các cái văn bản theo thứ tự như thế nào, tính hiệu lực theo pháp luật của các văn bản pháp lý theo từ cao xuống thấp ra sao. Và tiếp theo là trả lời được cái câu hỏi là các cái văn bản pháp lý cần có khi mà chúng ta làm dự toán là những văn bản pháp lý nào. Tiếp theo nữa, tôi sẽ hướng dẫn anh em cái cách mà thiết lập template hay gọi là các cái mẫu văn bản pháp lý, để khi mà các bạn làm một cái công trình, sang một cái công trình mới để chúng ta làm dự toán thì chúng ta có sẵn các cái văn bản pháp lý dựa vào cái template này rồi. Và cuối cùng là tôi hướng dẫn anh em cách đọc và tra cứu thông tin văn bản pháp lý nhanh, để từ đó anh em không còn ngại cái việc đọc văn bản pháp lý nữa. Ok, đầu tiên thì tôi sẽ hướng đến qua cho anh em trình tự các văn bản pháp lý theo luật quy định. Đấy, thì văn bản pháp lý nào cao nhất, văn bản pháp lý nào thấp nhất thì tôi sẽ trình bày theo trình tự từ cao đến thấp. Đầu tiên, cái văn bản pháp lý có tính pháp lý cao nhất đó là hiến pháp. Hiến pháp do ai ban hành? Do Quốc hội. Tiếp theo đó là luật và nghị quyết do Quốc hội ban hành. Tiếp theo nữa là pháp lệnh và nghị quyết do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành. Tiếp theo nữa là lệnh, quyết định do chủ lực nước ban hành. Tiếp theo nữa là nghị quyết, nghị định do Chính phủ ban hành. Tiếp theo nữa là quyết định, chỉ thị do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Tiếp theo nữa là quyết định, chỉ thị, thông tư do Bộ trưởng, Thủ trưởng ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ ban hành. Đấy, thì theo pháp luật để anh em hiểu trình tự các văn bản pháp lý từ cao đến thấp như thế này. Đấy, nhìn vào đây thì các bạn thấy rất là rối rắm đúng không? Đấy, nhưng mà bây giờ thì sẽ trình bày một cách đơn giản đi. Những cái văn bản pháp lý nào không liên quan đến ngành xây dựng của chúng ta sẽ bỏ đi. Bây giờ tôi sẽ trình bày một cách đơn giản hơn. Đấy, khi mà làm dự toán thì chúng ta cần phải tuân thủ theo các cái văn bản pháp lý từ cao đến thấp như nào. Nếu mà nói theo cái tính hiệu lực theo luật ấy, là từ cao đến thấp thì chúng ta có đầu tiên ở trong xây dựng nha, nói đến trong xây dựng thì có luật do Quốc hội ban hành, tiếp theo là nghị định do Chính phủ ban hành, tiếp theo là thông tư do các bộ ban hành, tiếp theo là quyết định hướng dẫn do Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành. Vừa rồi là tôi trình bày với anh em theo cái hiệu lực các văn bản pháp lý từ cao đến thấp. Đấy, nhưng mà khi mà chúng ta thực hiện làm dự toán ấy, thì chúng ta lại tra các văn bản pháp lý theo chiều ngược lại. Tại sao lại như vậy? Bây giờ tôi sẽ giải thích cho anh em này. Đây, mọi người nhìn vào cái sơ đồ này. Chúng ta sẽ tra từ quyết định, hướng dẫn, sau đó chúng ta tra lên thông tư. Thông tư không có thì chúng ta tra nghị định không có thì chúng ta tra luật. Đấy chưa? Đấy, đầu tiên là bao giờ tra ở hướng dẫn, tra ở quyết định đã. Đấy, nếu không có thì phải tra lên thông tư, nếu không thông tư không có thì phải tra lên nghị định, nếu nghị định không có thì chúng ta tra lên luật. Tại vì quyết định và hướng dẫn ấy, thì nó triển khai chi tiết của thông tư lại triển khai chi tiết của nghị định lại triển khai chi tiết của luật. Đấy, vì vậy chúng ta sẽ tra từ cái chi tiết nhất, đấy, sau đó đi lên dần. Đấy, nó ngược lại với cái tính pháp lý từ cao đến thấp ở cái sơ đồ bên trên. Đấy chưa? Đấy, nhớ nhá, khi làm dự toán thì chúng ta phải đi tra các cái hướng dẫn quyết định trước, đấy, sau đó với chúng ta mới tra dần dần lên trên. Đây là một cái kiến thức căn bản thôi, nhưng đa số những anh em mà mới vào làm dự toán ấy thì không biết cái kiến thức này. Nên tôi thấy các bạn mất rất nhiều thời gian vào cái việc hì hục đi đọc những cái văn bản, những cái pháp lý mà nó không liên quan. Đấy, đầu tiên là chúng ta phải tra ở hướng dẫn quyết định trước, tại vì nó quyết định nó triển khai chi tiết nhất mà chúng ta lại không đi tra, mà chúng ta cứ đi tra đọc cái văn bản pháp lý luật, xong nó đọc nghị định đúng không ạ? Đấy, những cái gì mà chi tiết cụ thể nhất thì nó ở cái tầng bên dưới này. Đấy, sau đó nếu mà không có chúng ta phải ta dần lên các cái tầng bên trên. Đấy, nó là kiến thức căn bản thôi, nhưng các bạn phải biết cách để mà chúng ta tra thì lúc đấy cái hiệu quả công việc chúng ta làm dự toán nó mới nhanh lên được. Đấy, cũng như tránh được cái tình trạng tra nhầm, tra thiếu. Ok, bây giờ anh em hãy vẽ lại cái sơ đồ này, vào vở. Đấy, và thể hiện cái mũi tên này nó có các tác dụng gì anh em hãy vẽ vào. Đấy, nhớ đấy, bây giờ khi mà làm dự toán thì hãy nhớ là chúng ta phải tra theo trình tự nào. Ok, rồi sang cái mục số 2 là cái mục đó là các cái văn bản pháp lý cần thiết khi làm dự toán là những văn bản nào. Đúng, chúng ta nói theo trình tự rồi. Thế bây giờ tôi làm dự đoán ấy, thì tôi cần phải đọc những cái văn bản pháp lý nào, tra những văn bản pháp lý nào, nó cụ thể ra sao, thì anh hãy liệt kê ra giúp tôi được không? Thì ở đây thì tôi cũng liệt kê ra cho các bạn rồi. Thì các bạn chỉ cần lấy vở bút ra để ghi chép thôi. Thì dưới đây là các cái văn bản pháp lý mà bạn cần tra này. Đầu tiên, cái văn bản pháp lý cao nhất khi mà chúng ta làm dự đoán đó là luật xây dựng. Luật xây dựng là số 50/2014, Quốc hội khóa 13 ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2014. Bạn phải ghi rõ nhá, mã hiệu và ghi rõ cái ngày ban hành vào cho tôi. Ghi vào vở. Sau đó là để download cái văn bản này thì các bạn hãy search Google. Ở đây thì tôi xin phép là tôi không cung cấp cái file này, tại vì cái này ai cũng có thể chớ là xa được ở trên Google rồi. Cái văn bản tiếp theo thứ hai đó là nghị định, đúng không? Luật xong rồi đến nghị định, đúng không? Đấy, nghị định ở trong khi mà là chúng ta làm về dự toán ấy, thì có hai cái nghị định mà chúng ta cần chú ý, đó là nghị định số 59/2015 NDCP. ND là gì? ND là nghị định, CP là chính phủ ban hành ngày 18 tháng 6 năm 2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Và nghị định số 2 là nghị định 32/2015 cũng do chính phủ ban hành ngày 25 tháng 3 năm 2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Anh nhớ nhá, có hai cái nghị định này anh em hãy ghi vào. Tiếp theo nghị định xong đến gì? Đến thông tư. Thông tư thì gồm có thông tư gì? Thông tư 06/2016, thông tư của Bộ Xây dựng ban hành ngày 10 tháng 3 năm 2016, mới ban hành năm trước, đúng không ạ? Về hướng dẫn xác định quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, tức là triển khai chi tiết hơn so với nghị định, đúng không ạ? Và cái thông tư là thông tư số 03/2016 của Bộ Xây dựng ban hành ngày 10 tháng 3 năm 2016 về hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Đấy, mọi người nhớ nhá, có hai cái thông tư này. Đấy, thông tư xong rồi thì chúng ta đến quyết định và hướng dẫn. Thì có các quyết định gì? Quyết định số 1134 của Bộ Xây dựng ban hành ngày 8 tháng 10 2015 về công bố định mức các hao phí, xác định giá cả máy và thiết bị thi công xây dựng. Tiếp theo nữa là quyết định số 788 của Bộ Xây dựng ngày 26 tháng 8 năm 2010 về hướng dẫn đo bóc khối lượng công trình xây dựng. Tiếp theo nữa là chúng ta dựa vào các cái thông báo giá vật liệu xây dựng của Liên Sở Tài chính tại địa phương của chúng ta đang làm dự toán, thông báo giá của các nhà sản xuất trên địa bàn xây dựng công trình, chỉ dẫn kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công và vân vân. Thì bạn hãy lấy cái quyển sổ tay dự toán ra, bạn ghi chép lại theo trình tự từ trên xuống dưới này, và theo tôi các bạn ấy lên ghi nó vào cái file Excel ấy. Đấy, sau đó là chúng ta phải có cái link của cái văn bản pháp lý, khi mà chúng ta kích vào link phát là nó mở ra. Thì đến cái phần lập template theo tiêu chuẩn văn bản pháp lý thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái mục mà làm sao để chúng ta tra các văn bản pháp lý nó nhanh hơn. Ok, nhưng mà bây giờ anh em hãy cứ ghi lại theo cái trình tự từ trên xuống dưới như này, đúng như cái sơ đồ mà vừa rồi tôi trình bày. Đấy, và nhớ là chúng ta cái cách làm ấy là chúng ta đi tra vào các cái hướng dẫn, các cái quyết định trước, sau đó đi dần đến thông tư, nghị định và luật. Thì khi mà chúng ta đi vào một cái công trình cụ thể ở những cái video sau thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em ở cái phần này để anh em biết cái cách mà vận dụng và cách tra như nào. Để khi mà chúng ta làm một công trình cụ thể thì chúng ta ra ngay cái bài toán luôn, được chưa? Còn đây thì anh em cứ hiểu trình tự và các cái văn bản pháp lý cần thiết khi làm dự toán đã, ghi chép nó lại, nó sẽ rất là cần thiết cho anh em. Ở đây thì tôi đã lọc đi hết các cái văn bản pháp lý rườm rà không liên quan rồi, thì chỉ liên quan đến cái lĩnh vực về xây dựng thôi, nên anh em cố gắng là hãy ghi chép lại, cố gắng ghi chép lại. Đấy, và tôi đã mất công thời gian để sắp xếp cho anh em rồi, thì anh em chỉ việc mà ghi chép và thực hành theo thôi thì nó dễ dàng, nó đạt được kết quả cao hơn so với những người mà tự đi mày mò, tự đi học dự toán. Thì các bạn việc ở đây là để làm theo video và ghi chép lại, nhớ nhá, ghi, nếu ai ghi lại thì nó còn, còn nếu mà bạn chỉ xem không thì bạn chỉ nhớ mang máng thôi, thì bạn sẽ chả có cái gì cả. Đấy, sau cái video này, ok. Và một cái văn bản pháp lý tiếp theo quan trọng nữa đó là các cái định mức. Định mức ở đây thì tôi chia ra thành các cái định mức. Thứ nhất là định mức cơ sở. Đấy, thì ở đây nó có rất là nhiều định mức cơ sở để bạn ghi vào. Đấy, bạn lấy bút ghi chép vào. Ở đây thì tôi xin phép tôi không đọc nữa. Để bạn ghi vào. Đó, có thể dừng hình ở đây, bạn ghi lại. Tiếp theo là phần định mức về dự toán thì gồm các cái định mức này. Đấy, ví dụ như khi mà chúng ta đi tra ấy, thì chúng ta không biết cái định mức nào, không biết là nó sắp xếp thứ tự ra sao, không biết nó thuộc phần nào, đúng không? Đấy, nhưng ở đây tôi liệt kê hết cho anh em rồi nên nó rất là lợi, anh em chỉ lấy vở bút ra ghi vào. Đấy. Tiếp theo định mức dự toán này anh em ghi đi cho có thể dừng hình, ghi lại. Đó, rất là nhiều định mức như này. Đấy, chúng ta phải biết để chúng ta làm cái phần nào thì chúng ta tra. Rất là nhiều anh em chỉ biết mỗi cái định mức dự toán xây dựng công trình 1776 đấy, hoặc là 1777, còn các cái định mức khác thì anh em bỏ qua hết. Tôi lấy ví dụ như là nếu mà bây giờ chúng ta làm vào cái công trình là sửa chữa chẳng hạn, thì rất là nhiều anh em cứ đi tra ở mỗi định mức 1776 thôi mà quên đi cái định mức 1778, đúng không? Thì tôi cũng liệt kê hết là cho anh em ở đây, đến khi mà anh em nào làm cái công trình nào ấy thì tra cái định mức tương ứng ở cái dạng cái công trình đó. Đấy, thì các bạn sẽ không bị tra nhầm, tra thiếu và tra sai. Đấy, anh em dừng hình và ghi lại. Rất là nhiều định mức này. Đó. Còn việc mà tra ấy, thì bạn anh em search Google để download các văn bản về. Ok, đấy. Có thể bạn có thể dừng hình lại nhá. Đấy, không ai mà đi mất thời gian này ngồi sắp xếp các cái văn bản pháp lý cho bạn theo trình tự như này đâu ạ. Đấy, việc của bạn là ghi chép lại. Đấy, và làm theo những cái hướng dẫn của tôi thì rất đơn giản. Đấy, và nhớ này, bây giờ ấy, Nó có thêm các cái định mức sửa đổi bổ sung, ví dụ như định mức 1091, định mức bổ sung năm 2011, định mức 1172, định mức sửa đổi bổ sung năm 2012 phần xây dựng, định mức 1173, định mức sửa đổi bổ sung 2012 phần lắp đặt, định mức 588, định mức sửa đổi bổ sung 2014 phần xây dựng, định mức 587, định mức sửa đổi bổ sung 2014 phần lắp đặt. Thì rất là nhiều anh em ấy là chỉ đi mỗi tra định mức 1776, để giả sử là chúng ta làm về phần xây dựng nhá, chỉ mỗi đi tra cái phần định mức 1776 thôi. Đây ạ, định mức 1776 thôi mà quên đi tra ở các cái định mức sửa đổi bổ sung. Đấy, nó có các cái định mức sửa đổi bổ sung phần xây dựng này. Đấy, nếu mà chúng ta ví dụ 2012 có định mức sửa đổi bổ sung 1172 và 588 và 2014, đúng không? Nếu mà chúng ta quên đi tra những cái phần này thì coi như là chúng ta tra thiếu và chúng ta vẫn là tra sai, thì nhớ nhá. Đấy, và rất là nhiều phần mềm nhiều khi họ cũng không cập nhật các cái định mức sửa đổi bổ sung này nên anh em cứ vẫn tra cái định mức cũ. Đấy là những cái định mức cũ từ năm nào rồi thì bây giờ nó phải có những cái định mức sửa đổi bổ sung chứ. Đấy, nếu lên thì tôi bây giờ tôi liệt kê ra cho anh em đây để anh em không bị nhầm lẫn nữa, anh em hãy ghi chép lại, nha. Rất là chi tiết rồi này, đây rồi. Và vừa rồi chúng ta xong cái phần về định mức dự toán rồi. Và tiếp đến là cái phần định mức tỷ lệ để chúng ta tra các cái định mức cho chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn và các cái chi phí khác, đúng không ạ? Nhớ nhá, có 3 loại định mức cơ sở, định mức dự toán, định mức tỷ lệ. Tôi đã sắp xếp từ trên xuống dưới rồi, anh em chỉ cần dừng hình và ghi chép lại thôi. Nó rất là quan trọng, anh nhớ chúng ta phải có quyển sổ tay dự toán cực kỳ quan trọng. Và tôi đang trình bày cho anh em các cái bài học ấy là theo lần lượt, từ tổng quan nhất đến chi tiết nhất. Cái việc của anh em là ghi chép lại thôi, ghi thì bạn có, còn không ghi thì bạn chẳng có cái gì cả. Rồi, bây giờ bạn sẽ đặt ra cái câu hỏi là thế bây giờ rất là nhiều định mức như thế này, rất là nhiều văn bản pháp lý như thế này thì nó cứ rối hết lên cả anh ạ. Thì bây giờ làm nào để chúng ta có thể tra được các văn bản pháp lý nhanh nhất hả anh? Thì tôi mới có cái phần số 3 đó là hướng dẫn anh em thiết lập cái template văn bản pháp lý để giúp bạn là cứ khi mà làm một công trình dự toán nào, chúng ta dựa cái template này là chúng ta có cái văn bản để chúng ta tra luôn rồi. Ok, thì tôi cũng lập hướng dẫn cho anh em chi tiết cách mà chúng ta lập cái template văn bản pháp lý như nào. Cái thứ nhất, bước 1, sưu tập tất cả các cái văn bản pháp lý trong xây dựng khi làm dự toán. Thì ở trên tôi liệt kê rất là chi tiết ở các văn bản pháp lý rồi, từ văn bản pháp lý liên quan đến luật, nghị định, thông tư, hướng dẫn, quyết định đến các cái định mức cơ sở, định mức dự toán, định mức tỷ lệ. Việc của bạn ghi chép lại thôi, sắp xếp nó, và tôi cũng sắp xếp luôn rồi, anh em ghi lại thôi. Đấy, và nếu mà còn thiếu cái gì, nếu mà bạn làm một cái công trình khác nó không có ở trong các cái phần này mà tôi trình bày thì bạn có thể bổ sung vào. Còn đâu tôi kể ở đây cũng là rất là chi tiết rồi đấy ạ. Sưu tập lại nhá, là bước số 1. Sau đó trình bày các văn bản pháp lý này theo thứ tự, luật xây dựng đến nghị định, thông tư, văn bản pháp lý, đúng không? Đấy, vừa rồi tôi bảo là trình bày theo cái thứ tự hiệu lực pháp lý từ cao đến thấp đó. Sau đó là bạn hãy liệt kê nó vào cái file Excel. Anh nhớ nhá, liệt kê vào file Excel. Đây tôi có một cái ví dụ, một cái bảng này, liệt kê nó vào cái file Excel. Ví dụ tôi trình bày rất là chi tiết, ví dụ như luật này, quy chuẩn này, nghị định, thông tư, quyết định, định mức. Đấy, các cái phần này chúng ta hay sử dụng nhất nên chúng ta liệt kê tất cả những cái thứ này nó vào một file Excel. Đấy, và cái file này sẽ được bổ sung dần theo 5 tháng, tại vì có những văn bản pháp lý sẽ được thay thế, đúng không ạ? Đấy, có những cái văn bản pháp lý mới ra, đấy thì chúng ta sẽ cập nhật nó vào đây, chúng ta có thể cập nhật thêm các văn bản pháp lý mới, chúng ta có thể ghi bên cạnh là những cái văn bản pháp lý đã bị mất hiệu lực. Đấy, để dễ tra cứu, và những cái người khác mà họ tiếp cận với cái template này thì họ cũng hiểu được là chúng ta sẽ sắp xếp theo trình tự nào. Đấy, bước nhớ nhá, bước đầu tiên đó là liệt kê ra tất cả các văn bản pháp lý và chúng ta sẽ bổ sung nó dần theo 5 tháng. Bước số 2 đó là gì? Chúng ta chèn đầy đủ các cái thông tin cần thiết cho văn bản pháp lý. Vừa rồi tôi bảo rồi, khi mà chúng ta kể tên này thôi thì cũng chưa đủ. Đấy, khi mà đã nói, phải có sách mách có chứng và phải dẫn chứng rất là cụ thể thì chúng ta cần phải ghi gì? Các cái cột, ví dụ như cơ quan ban hành là cơ quan nào, đấy, mã hiệu của văn bản pháp lý là ra sao, ngày phát hành của nó như thế nào. Đấy, cái này phần này rất quan trọng, rất là nhiều ông chỉ đọc mỗi cái tiêu đề của văn bản pháp lý thôi mà bỏ qua những cái ghi chú thông tin cho cái văn bản pháp lý đó. Khi nói có sách phải mách có chứng, đúng không? Đấy, chúng ta phải chỉ chi tiết đó là số hiệu văn bản pháp lý, cơ quan nào ban hành, ngày nào ban hành. Đấy, thì nó mới có tác dụng được. Và chúng ta tiếp theo nữa là chúng ta ghi thêm một cái cột số 4 này là xem văn bản pháp lý đó còn hay là hết hiệu lực. Nếu là văn bản mới thì nó thay thế văn bản pháp lý cũ nào. Đấy, ở đây tôi rất là chi tiết này, tên văn bản pháp lý này, cơ quan ban hành này, mã hiệu này, ngày phát hành này, và ghi chú này, đèn đỏ thì là hết, đèn xanh thì là vẫn còn hiệu lực. Và nếu mà hết hiệu lực rồi thì thay thế văn bản pháp lý nào chúng ta ghi luôn bên cạnh. Cuối cùng là cái bước số 3 là chúng ta lưu trữ cái template này lên đám mây. Để ví dụ rất là nhiều người lưu trữ trong máy chẳng hạn thì Ví dụ như bạn đi ra ngoài một cái nơi nào đó làm việc, hoặc là bạn đi công tác ở đâu đó chẳng hạn, thì bạn sẽ lại phải cóp nó vào USB, nó rất là bất tiện. Hãy đưa nó lên template này, lên lưu trữ đám mây để bạn ở bất cứ nơi nào bạn có thể tra cứu được. Ví dụ như chúng ta có thể đưa nó lên Google Drive để khi mà chúng ta cầm điện thoại theo rồi chúng ta quên một cái gì đó, chúng ta có thể vào đó chúng ta tra cứu. Hoặc là khi mà cái này có rất lợi ích khi mà bạn làm việc theo nhóm ở trong phòng của bạn chẳng hạn, rất là nhiều người sử dụng chung cái template này, đúng không? Đấy, nếu mà bạn chỉ giữ riêng cho bạn thôi thì cái công việc hiệu quả của phòng nó không được cao, thì bạn hãy share cái template này lên trên mạng để cho các cái bạn mà làm việc cùng bạn ấy, hoặc là những người làm trong nhóm của bạn ấy, họ có thể tiếp cận được những văn bản pháp lý đầy đủ và mới nhất. Tôi thấy là trong ngành xây dựng đa số là chúng ta làm việc theo cái tính cá nhân, mà rất là nhiều anh em lại còn giấu nghề nữa, nên mỗi ông mà lại đi tra một văn bản pháp lý, mỗi ông lại làm một kiểu, mỗi ông lại tra một kiểu, dẫn đến là kết quả cả cái công ty đấy, cả cái bộ phận đấy là sai mất, đúng không ạ? Thì đó là 3 bước mà giúp bạn thiết lập cái template văn bản pháp lý để giúp chúng ta tra cứu nhanh chóng và thuận lợi. Thì đây tôi có một cái ví dụ văn bản pháp lý này, đấy, luật, quy chuẩn, nghị định, thông tư, quyết định, định mức rất là chi tiết. Kích vào đây phát là ra văn bản pháp lý, kích vào đây này, tại vì tôi chèn link vào đây rồi. Rất là chi tiết như này, thay thế, sửa đổi, bổ sung như thế nào, thì cái nào còn có, còn hiệu lực, hết hiệu lực thì chúng tôi ghi rất là rõ ở đây. Đấy, nên rất là thuận tiện cho các bạn trong cái quá trình mà chúng ta tra cứu. Thì các bạn phải lên làm cái file này. Còn cái file này thì tôi chỉ cung cấp cho những anh em nào mà tham gia cái khóa học, về khóa học dự đoán của tôi. Bạn có thể tham khảo cái website là lươngtrainer.net. Đấy, để vào đấy bạn tham khảo cái khóa học dự toán thì tôi sẽ cấp cho anh em đầy đủ các cái văn bản pháp lý này, ok, cũng như các cái mẫu template khác. Để tôi thích làm việc theo cái kiểu quy trình, có sẵn những cái mẫu và theo một dạng quy trình từng bước một, để những ai mà họ tiếp cận được với cái công việc của tôi thì họ cũng dễ dàng, họ có thể nắm bắt được và họ dễ dàng họ làm theo đúng trình tự, không bị xảy ra sai sót hoặc là xảy ra nhầm lẫn trong cái quá trình mà làm việc. Khi mà chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ các cái vũ khí, đầy đủ các cái kiến thức cho họ rồi thì họ làm theo y hệt, họ nhân bản, nó coi như là họ nhân bản cái công việc của tôi ra. Đấy, ví dụ nhân viên của tôi vào, họ tiếp thu được cái công việc tôi đào tạo cho họ, cái quy trình này, tôi đào tạo cho các bạn ấy các cái công cụ này. Đấy, thì tự nhiên là các bạn ấy làm sẽ ra một cái kết quả làm việc giống y hệt như tôi. Đấy, tại vì thực trạng hiện nay tôi thấy là rất là nhiều công ty tuyển rất là nhiều người vào, nhưng mà mỗi ông lại có một cái phong cách làm việc khác nhau, mỗi ông lại có một cái quy trình làm việc khác nhau, dẫn đến cái kết quả công ty nó đá nhau, nó không hiệu quả. Đấy, vì vậy nếu mà bạn làm ở bộ phận nào đó, hoặc là bạn đang làm cái cương vị lãnh đạo, thì bạn hãy chuẩn bị cho các nhân viên của mình các cái template này, các cái quy trình này, sau đó đào tạo cho họ thì họ sẽ ra kết quả y hệt như cái kết quả mà bạn đã làm được. Từ đó cái công việc nó nâng cao lên rất là nhiều. Ok, thì bây giờ cũng rất là muộn rồi, gần 3 giờ đêm rồi, thì tôi xin phép trình bày cái phần số 3 là cái bí mật giúp bạn đọc văn bản pháp lý nhanh và tự động, thì tôi xin trình bày ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở bài học tiếp.